vào sáng sớm, đúng vào lúc ban tổ chức bắt đầu hoạt động. Đây tác phẩm làm của chú rồi rồi. Đoàn khách đã về và có bắt đầu một chút trở lên. Vâng, Hiệp Hòa đây. Vâng, xin chào anh. Mình có xuống đây nhiều các bạn. Dạ, dạ, Bắc Giang có một... Một tác phẩm của nghệ thuật của Đinh Thơ Hương. Tôi cứ tưởng là một tác phẩm mà đã được để sẵn ở đây, hóa ra Đinh Khắc Hương mới thiết kế cho ngày triển lãm. Đúng là một tác phẩm tuyệt vời, trình độ Đinh Khắc Hương. Bây giờ ta sẽ áp sát phần tiểu phẩm này. Do mới thiết kế bể nước thì không được lọc và nên tiếp tục, nhưng tổng thể của tượng cảnh thì thật là tuyệt vời. Những hòn đá được chưa đặt sắp đặt và một thác nước rộng lên, những cây hoa một triển đá trông rất phù phí, quá là đẳng cấp. Cảnh rất thật. Ôi, cảm ơn. Đi vào cái cổng. Rất tuyệt vời. Mấy bên cũng là cái tủ đang bay như thế này. Bác, vâng. Xin chào ạ. Vâng. Nghe tên bác thì lâu lắm rồi. Vâng, 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 vâng. Bác ở về đâu ạ? Tôi ở Hà Nam thôi. À, Hà Nam ạ. Vâng, vâng. Mình Vinh Nguyễn ạ. Vâng. Và hàng con đi ngó cây. À, cả ông cụ bố ạ. Vâng, cô chú, vâng. À, ông chú, vâng. Vâng. Ôi, xin chào đồng chí. Đồng chí hôm nay lại còn ở trên tay một tay nhiếp ảnh cho đồng chí chồng. Thế đồng chí chồng đâu ạ chị ơi? À, đây là Vĩnh ạ, Vinh Nguyên ạ. Vinh Nguyên, vâng, của bác vâng, của bác Cường và sĩ. Vâng. Vâng, vâng, chúng em cứ đam mê lòng nhiệt tình là chính. À, rồi rồi. Rồi, xin chào Nguyễn Ngô. Ừ.
lại trong một gia đình thì quả là tuyệt đẹp. Tác phẩm Đình Thập Hương, Thổ Lý Hà Lan, Trường Sinh Trường Độ. Hay quá, có tên phải nói, nghĩa là đã có đề mục của một tác phẩm như thế này, Trường Sinh Trường Độ. Chúng ta sẽ nhìn lại cách tổng thể hơn, còn Trường Sinh Trường Độ này. Chỉ khoảng dài khoảng 15m, rộng khoảng 8m gì đó mà lại có một khung chơi như thế này, chứ không phải là to. Tôi đã thu toàn bộ. Vâng, đây là tác phẩm của anh Đinh Khắc Hương. Ông này giỏi. Yeah. Đấy, chính là làm cho cái tiểu cảnh cho nhà thứ nhất. Rồi thì thông mơ. Hôm nay là ông mới xây dựng cái tiểu cảnh này ở đây mà trông cũ kỹ như thế này. Đẹp không? Đấy, rất giỏi. Con người tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm của Đinh Khắc Hương.